còn ngồi đây vậy? Đang ngồi đây. Lúc này mày tập nhây vậy hả Hoàng? Cương cốt gì vậy anh Tiên? Chị quên chị làm cái gì vậy? Cô bảy, chị Thơ. Chị gì vậy chị? Tắt giùm cái đèn chùm đi. Trời ơi, công nhận mấy con chống nói thì kêu, kêu chắc là cái đèn chùm xong giờ ngồi coi kìa. Tắt giùm cái đèn chùm. Hello. Xe lai vậy trời. Ai xe lai Hồ Thị, tạo xem chung Hồ Thị, xe lai Hồ Sơn. Chị làm giống đi kìa, đã ra ngoài kìa. Ai vậy, thằng nào đứng dưới vậy? Ai vậy? Tiếm đồ tạc hết à? Nhìn ông đó. Mỗi mùa xuân sang nghĩa trang gần thêm một đoạn. Mỗi mùa xuân sang ngày có tiền đó cưng, không cảm đi. Mỗi người tiền nhiều tao đỡ gì hết rồi. Biết sao bây giờ. Hello tất cả mọi người, chia sẻ like cho cô Hôn nha. Đưa cô á, đưa cho cô ăn không? Cơm với cô. Thì cơm cho cô. Được chưa? Chứ đâu mà không được, qua đây làm gì mất công. Tại vì em biết, em thấy nó dán chỉ ngoài, sợ nó không phải, nó làm mình đi át mà phải không? Còn bên trong có thể là cao su hay thông gì đó thì em không biết được. Tại vì bình thường nếu như vậy giờ làm cho hai cái hộp qua tủ luôn nha. Rồi dạ. Cái bàn ngang qua vậy đó cỡ 70 đi. Thì bàn ngang qua. Thôi 72 đi cho nó hợp phong thủy. Dạ. 72. Rồi cái bàn ngang thôi, bên dưới hai hộp tủ được rồi. Với là bên kia phải có chỗ trống giống vậy để cục CPU. Hello tất cả mọi người. Xinh đẹp lạ thường. Em đi làm gì? Chuyện nào có vậy? Chắc chắn cố gắng được em. Tại vì tuần tới em đi kẹt với tỉnh, chắc chắn em rồi hai tuần hơn. Trời gì dữ vậy ba? Cái gì để báo cho phòng. Em không phải. Em phải chịu mua chim cút tặng. Mày mua mày tính tiền nó không? Không, tính tiền ghi hàng sổ bên thôi về em bắt tập luôn rồi. Ủa mày chưa báo đâu mà. Thấy cô đẹp không? Da mặt cô rất là đẹp. Da mặt cô rất là đẹp á, là tại vì do cô xài kem xăm ha. Thì có rất nhiều người hỏi cô về khăn nơi sức kem dùm cô, khăn móng tay cô về thòn không có sức được. Có rất nhiều người hỏi cô về cái da mặt này nè, làm sao thiệt mà sức kem thiệt. Giống như là kiểu như là mình trước khi sanh nè, rồi sau khi sanh và giữa lúc mình mang bầu mang thai đó, mà tại sao da mặt không có bị sạm là do cô xài kem xăm nha. Đây là cái hũ kem xăm mà cô quết nè, tại có móng tay cô nó nhỏ nên cô quết đó, thấy không? Bây giờ bé Khanh sẽ sức thử cho cô trên cái mặt nha. Trời ơi, vừa sức vừa hỏi như con heo vậy trời, sợ người ta không biết mập với hô hay sao á. Tôi quên đang like, xin lỗi cưng. Có chuyện gì đang không? Hôm nay có chuyện gì động viên gì ăn? Bữa nào mọi người trên live mấy ông dịch qua nhờ bé Khanh bên shop hôn nè, chiên cho ăn ngon lắm. Hơi đen chút thôi mà. Bắp cái khét kìa còn ăn được không sao. Đó cái kem này nha. Sức lên á nó sẽ không có thấy kem, giống như mình không có sức vô đó. Hồi sức tới đầu thấm tới đó đúng đã. Ừ. Cho cái combo 200 ngàn ngày hôm qua đi. Ai ngồi lấy hàng giùm đi. Một hồi lâu rồi đó. Sức hết rồi. Mấy chục cái rồi. Ủa rồi, ủa rồi. Ủa rồi, ủa rồi. Sức hết rồi. Sức thấm. Combo 100 rồi. Trong app còn nhiêu vậy? Đúng chưa rồi. Combo 100. Đó, thấy đẹp không? Thì cái kem xăm mà cô đang xài trong cái hộp combo 100 trong app còn nhiêu, ai coi dùm cô đi. Ủa cái đó còn như đó hả hay là chưa đóng chưa? Dạ. Còn như đó hay là chưa đóng? Trong máy còn nhiêu con coi nữa đi. Vậy nó đâu có đủ. Đâu đủ rồi nè. Vậy là cái gì giờ?
rùa còn được mấy mấy ông hả? Ông thần rút mua nhẹ hả? Còn đâu lai cho chúng chửi con hả? Con được 17 ông nè, thầy mới gửi về. Rồi cái ông thần rút đâu cô coi lại coi. Ờ, rồi cho cô cái gì đi. Cái gì á? Cái đó còn nhiều vậy? Cái nãy nãy con nói hết đó, cái đó còn nhiều. Kem xăm có con, kem xăm là 1 triệu. À, cho cô ông thần ướt đi, ông thần ướt với cái ly nước. Ông thần ướt với cái ly nước. Nhưng mà cô nói nghe nè, cô thích cái ly mà sang chảnh trên lầu phòng cô á, cái ly mà có cái chân á. Nên con đi lấy cái ly đó cho cô đi. Con ngón mấy nó suối cho cô, kiểu như mình sang chảnh lên thôi. Ra tháng rồi hả, kem xăm này cô có bán nha. Kem xăm này là giá 1 triệu một hộp. Rồi bắt đầu bây giờ nha. Mọi người chia sẻ livestream để cho mọi người muốn có tiền nhiều nè, muốn có lọc lá, muốn có may mắn, muốn có tài vận, muốn có cái gì cũng có hết. Với điều kiện là chia sẻ livestream lên, cô sẽ giúp cho mọi người có tiền cũng như là có tiền thiệt là nhiều. Em dậy hả? Em đâu? Ẩm đây chưa? Sáng giờ muốn gặp luôn. Còn xe ke. Ờ, ai ai điện điện cho cái Khanh đi. Khanh điện cho Khanh, không biết Khanh xanh gọi theo không? Không rồi. Đưa lấy đồ. Má kêu Khanh lấy giùm con 2 hộp bánh lăng luôn nha. Chứ là má cho con dậy đi 4 giờ lắm á. Dạ dạ. Khỏi để xanh có sao không? Rồi nha, bây giờ cô sẽ like là ông thần ước mua nhà. Cái nhiều người á rất là ngưỡng mộ về cái ngôi nhà mà 1 triệu đô cô đang ở, cũng như có rất nhiều người người ta rất là thích cái ngôi nhà này. Thì ngày hôm nay là cái ngày cô sẽ chia sẻ cái nguyên nhân từ đâu và tại sao mà cô có được cái ngôi nhà 1 triệu đô này nha. Thì á là cô nói luôn nè, mấy bạn có thấy không, tuy là cô đã mua nhà gọi là 1 triệu đô rồi. Đã mua nhà 1 triệu đô rồi, nhưng mà vẫn còn rất nhiều tiền. Đây, mọi người có thể nhìn nha, ngay phía trước mặt cô. Đây. Còn mấy cái đồ nãy đưa cho anh Tý em không thấy sang rồi sao? Thấy chưa? Đó, thì là rất nhiều tiền. Và trên tay cô đang cầm là tầm khoảng 3 tỷ. Thì hiện tại bây giờ cô sẽ chia sẻ cái cách làm sao cho mua nhà được. Nhưng mà nhớ giùm cô là chỉ với những người chưa có nhà nha. Còn những ai có nhà rồi là cô sẽ không cho. Cô chỉ chia sẻ cho những người chưa có nhà để cho có nhà, có tiền tài và lộc lá cũng như là may mắn để mà có tiền có thể mua nhà cho cô. Ông thần mua nhà đi con. Ông thần ước mua nhà. Nhưng mà cô nói trước nè, bây giờ là hiện tại cô chỉ còn được tầm 15 ông thì ưu tiên. Con xuống mẹ chơi với mẹ hả? Không xuống mâm mì hả? Ôi trời ơi, chạy sao không chịu xuống mâm mì vậy? Chơi mẹ không? Ăn bánh lăng không? Ăn bánh lăng không? Cô Khanh đang lấy bánh lăng 2 hộp kìa. Chơi mẹ không? Thì đợi cô Khanh xuống đi lấy bánh lăng cho nó, ẩm lên đi chú, nó không chịu thôi, đi mặt nó kỳ quá. Ngồi đây nó khóc mà. Nó hết mắt nó rồi thì đừng cho nó uống thuốc nữa. Đó, rồi lấy bánh lăng rồi đút nó đi vô. Người ta nói rõ ràng là cái ly có cái chân sang chảnh. Nó nói ừ, xong rồi nó lấy cái ly không có cái ly nào. Cái ly mà cao cao uống nghệ á. Ly đó nó đục quá, không có thấy ông thần. Chứ ly này trong hả? Giờ nước. Rồi mày cầm cái ly đó xuống một lát bể một cái là 2.800.000 tiền luôn nè. Mày, do em quay giá hàng tiết kiệm em ghi luôn rồi. Bây giờ nha,
Bây giờ cô nói trước rồi cô sẽ hướng dẫn về cái cách mà sử dụng nha. Thì đây là ông thần ướt mua nhà, giá của ông này là 950. Nhưng mà trong livestream ngày hôm nay cô giảm giá, cái ông này đang giảm còn nhiêu đây ta, 950 rồi giá cô đang giảm còn nhiêu? Rồi giảm giá còn 350 nhưng mà duy nhất được 17 ông, cái máy bấm số chạy like chưa? 17 ông nha, dành cho những ai đang thiếu nợ, những ai đang không có tiền, những... Ủa lấy hết số bên YouTube chưa? Làm hết comment, nhiều không? Nhưng mà nhiều số không? Mấy chục không? Sẽ giúp cho những ai không có lộc, những ai không có tiền, những người không có nhà bỗng nhiên sẽ có nhà. Và duy nhất cô giúp cho 17 người. Ủa cái hồ lô đó trong app còn nhiêu vậy Thanh? Lấy cho cô cái hồ lô đó đi Tú. Với bùi vợ chồng. Rồi nha. Chị ơi sao nhân viên chưa gọi cho em? Ủa số like có ai gọi không vậy? Ai vậy? Khi nhân viên cô gọi không nghe máy có để lại tin nhắn đó con. Rồi nha, bây giờ đây là ông thần ướt mua nhà, cô sẽ hướng dẫn luôn cả cách sử dụng. Bây giờ trong livestream này 950 cô giảm cho là còn 350.000. Ai đặt thì comment nhanh nha. Thì ông thần ướt này nè, giá là 350. Nếu mà thật sự cô nói thiệt nhanh, nếu không nhờ ông thần ướt này thì bản thân cô Hương á cũng sẽ không có nhà, không bao giờ có nhà được. Cô Hương có nhà được là cũng nhờ cho một cái hộp hàng đóng gói mà cái mọc đẹp đẹp đi Hoàng. Cũng nhờ là có ông thần ướt thì cô mới có được nhà cửa như ngày hôm nay. Ông thần ướt này nè, khi mình khấn nguyện, mình có một cái ly nước lọc, mình khấn mình xin nhà cửa, mình cho ổng vô thì mình sẽ có nhà. Và đặc biệt cô chỉ còn đúng 17 ông thôi chứ không có nhiều. Cho nên cô ưu tiên cho những ai mà không có nhà mới được thỉnh nha. 350.000 một ông là giá cô đang giảm, ưu tiên cho 17 người nào đang không có nhà, đang ở nhà thuê nhà mướn, đang không có tiền, đang lận đận về tình cảm, đang kiểu như là không được may mắn á. Hoặc là giống như là mình kiểu như là mình ở chung với bà mẹ chồng mà đôi khi bà thấy ghét quá, bà khó ưa quá, bà không có được như mong muốn, hoặc là tài lộc không có, vận may không có, là cô mới cho thỉnh nha. À cái hàng của cái Khanh ơi, cái hàng của cái chị này Phan gửi đi nha. Đó là cô mới cho nha. 350.000 một ông là giá trong like. Tắt like nó sẽ về là giá 950.000. Rồi ai thỉnh thì comment số điện thoại Khanh ơi. Qua cầm dùm cô này đi. Con gót nước chừng gớt lên 3 tỷ cái là hư luôn đó nha con. Ý là con gót nước cô cầm á, sao con nghiệp dữ vậy trời. Đây nha, đây là một cái ly. Rồi gót lên đi, con gót đi, con gót đi. Thì mình cho một cái ly rồi rồi được rồi con ngưng đi. Nè con cầm ly đi. Thì mình cho một cái ly nước lọc, bây giờ cô hướng dẫn cái cách sử dụng luôn nha. Trời má cầm còn sang chảnh đút cái tay vô vậy nè, giống như nó giống như đi uống rượu hay gì vậy. Đó, thì khi mình khấn nguyện á mấy bạn chuẩn bị cho cô Hương một cái ly nước lọc. Sao lúc nào cũng vậy vậy? Lúc nào cũng vậy vậy? Rồi giờ sao rồi nó mất không? Bây giờ cô Hương nói, à trước khi nói về vấn đề này cái nha. Mấy bạn ơi, cái trang mà trang Tâm Linh Phong Thủy và cái trang Hồ Thị Xuân Hương Người Cải Vận Gieo Tài Lộc gì mà nói chung là giả mạo nha. Còn cái trang mà Hồ Thị Xuân Hương Có Tích Xanh của nghệ sĩ diễn viên á thì là mới là trang của cô Hương. Cô Hương chỉ có Facebook chứ không có fanpage nha. 500 người đang xem là cô Hương chỉ có Facebook không có fanpage. Khi mấy bạn nhận hàng á là vui lòng kiểm tra giùm cô nha. Có một tròn đỏ nè, có mã số thuế công ty ở quận 7 thì mới đúng hàng nha. Còn nếu không phải thì là giả mạo. Các số chốt like đó thì là sau mỗi cái like cô đều post lên một cái tấm hình để cho mọi người nhận diện được những cái số nhân viên bên cô. Cô Hương chỉ có Facebook không xài fanpage, cho nên khi mọi người thấy fanpage thì là giả mạo nha. Rồi nhớ nha, lưu ý giúp cô Hương. Còn ai mà mình cần tư vấn riêng về những cái vấn đề vợ chồng, tình cảm, hay là mua nhà, xây nhà, hay bán nhà, hay là cái gì tùm lum tùm la nó lã đó, thì mình add Zalo của cô là số 0933373831. Cô đọc lại lần nữa nha, 0933373831. Còn bây giờ
Đây, cô sẽ hướng dẫn nha. Khi mình thỉnh ông thần mua nhà về, đây gọi là ông thần mua nhà nha, 600 người đang xem. Mình thỉnh ông thần mua nhà về, mình khấn nguyện, mình xin là con tên gì, tuổi gì. Và mấy bạn nhớ giùm cô Hương nha, là cái mặt của ông thần mình cho quay vô tay phải, phải làm đúng thì mới có hiệu quả. Cái mặt của ông thần mình sẽ cho quay vô phía tay phải, rồi mình khấn nguyện, mình nói là con tên gì, tuổi gì đó, là cho con khấn, con xin một căn nhà. Thì ông thần này chính là ông thần đã giúp cô Hương có được căn nhà mà 20 tỷ cô Hương đang ở. Cho nên là mình chia sẻ lại, nhưng mà có một cái điều phải xin lỗi mọi người trước. Tại vì là chị nhỏ nhỏ thôi. Tại vì á là chỉ còn được 17 ông, cho nên ưu tiên cho 17 người. Đứng tướng đẹp đó. Đó, thì sau khi khấn xong, mấy bạn chuẩn bị cho cô một cái ly nước lọc nha. Rồi mấy bạn cho ông thần quăng vô trong đây luôn. Đó, thì khi mà để cái ly như vậy, mình để tầm khoảng 30 giây hoặc 1 phút, mấy bạn sẽ uống cái ly nước này và mình lấy ông thần ra mình để trên bàn thờ. Đảm bảo với mấy bạn chưa được 1 tháng hoặc là chậm lắm 3 tháng mấy bạn sẽ có nhà. Tại vì cô Hương á là cũng từ ông thần này mà có được cái nhà cô Hương đang ở. Nhưng mà tại vì do là số lượng có hạn cho nên không có thể giúp được hết mọi người. Cô Hương chỉ có thể giúp được cho 17 người. Thì mọi người lưu ý mua hàng để tránh mua nhầm hàng giả mạo nha. Cô Hương chỉ có Facebook chứ không có fanpage. Facebook của cô Hương đó là một cái tên là Hồ Xuân Hương, 400 mấy ngàn người theo dõi, với một cái là Hồ Thị Xuân Hương, 200 mấy ngàn người theo dõi và có tích xanh. Đây, sau khi mà mình cho ông thần ước vô thì hiện tại bây giờ cô Hương đang thấy số rất là nhiều, nghĩa là rất nhiều bạn đang comment đặt ông thần ước. Nhưng mà thông cảm giùm nha, tại vì do chỉ có 17 ông thôi, cho nên ưu tiên cho những ai chưa có nhà. 17 bạn nào hữu duyên may mắn thì sẽ thỉnh được nha. Thì cái ly nước mà có ông thần ước này nè, mình đừng có vội uống liền, mình từ từ mình uống. Tại vì á, ông vào nước thì cái quy lực của ông sẽ mạnh hơn, giúp cho mình có nhà, có cửa, cũng như là cái may mắn, tài lộc, cũng như là giúp cho mình á, cầu được, ước thấy. Đặc biệt, tay phải là tay này đi con, tay này là tay phải nè con. Thì con cứ thuận tay phải của con đi, tại vì cô đang quay cái gì ta, gọi là quay cái gì ta, quay cái live stream á, nó ngược cái màn hình, cho nên tay phải của cô thành tay trái của con, tay trái của con là thành tay phải của cô. Cho nên thôi trời, chú ý ông thần ước đi, còn hỏi cái bàn tay chi cho cô dễ thích mệt quá. Đó, thì nè, ông thần ước tại vì do là giá đang giảm giá là 950, mà hôm nay là cô vui cho nên cô giảm là còn 350 ngàn, để trợ lộc trợ duyên cho những người chưa có nhà. Tại vì khi mà cô up lên trên YouTube cái clip mà cô có nhà đó, rất nhiều người đã hỏi cô là làm sao có nhà, làm sao để có nhà được như cô Hương, cái gì là ước mơ cả cuộc đời của con, rồi cái gì nè, nằm mơ con cũng không ngờ, cái gì tùm lum tùm la hết. Cho nên là ngày hôm nay cô rất vui khi mà thầy lại tiếp tục gửi gì cho cô 17 ông thần ước để mà cô chia sẻ. Thì 900 người đang xem nha. Thì mọi người ai chưa có nhà thì vô cái like này, chim này để xem. Khi mấy bạn có thể thấy được một người dư giả là một người như thế nào. Khi mà cô Hương đã có căn nhà 20 tỷ, cô Hương vẫn còn dư một đống tiền đang trước mặt các bạn đây. Thì nó là tất cả là nhờ ông thần ước. Nhưng mà ai có duyên mới thỉnh được, chứ không phải là ai có tiền cũng có thể thỉnh hết. 950 ngàn một ông, nhưng mà trong live stream ngày hôm nay share cho mấy bạn là còn 350 ngàn sau khi khấn nguyện xong. Cảm ơn em Tuyền em Trung Trần. Mình nói bạn nghe nè, ví dụ mà có ngáo hay không á, trước khi mình chửi người ta ngáo, mình phải nhìn lại người ta có tiền người ta ngáo được, còn mình mà không có tiền mình ngáo, người ta chửi mình là thằng khùng, hiểu không? Ví dụ như với cái người có tiền có ngáo cũng sao, tại vì cơ bản là người ta có tiền. Còn mình không có tiền thì mình không có được phép ngáo, mà mình cũng không có được phép nói người ta nữa, mình hiểu không? Thay vì cái thời gian mà ngồi đó mà nhìn cái quần đàn bà nó có rách không á, thì mình nên đi ra đường mình kiếm tiền, hiểu không? Để người ta, để người giống như là cha mẹ mình ra đường á, có thể là ngẩng mặt cho chim ỉa, chứ đừng cúi mặt xuống như úp mặt cho bãi cứt, hiểu không? Giờ uống ly nước nha, ướt thêm căn nhà nữa. Mà đang khát nữa nên uống đã thì. Mấy bạn uống nước rồi đừng nuốt luôn ông thần ước nha mấy bạn. Thì sau khi mà uống ly nước xong á, thì ông thần ước này nè, mình sẽ cho ra cái bàn thờ lại. Và mấy bạn nhớ giùm Hương để cho cái điều ước thành hiện thực. Cô ơi, con kết bạn Zalo rồi không thấy trả lời. À, cô nói lại lần nữa nha, Zalo của cô Hương, cô đọc số mấy bạn ạ nha. 0933 37 38 31 0933
37, 38, 31. À mấy bạn ơi, tại vì hiện tại là mình đang live stream bằng cái điện thoại Zalo đó, cho nên khi bạn kết bạn thì phải từ từ mình mới trả lời được. Hiện tại bây giờ đang rất nhiều comment thỉnh ông thần ước. Comment số vô cho chị biết. Chứ mà chị không biết đó. Hiện tại bây giờ đó là 1.000 người đang xem, đang rất là nhiều bạn đang thỉnh ông thần ước, nhưng mà thông cảm giùm Hương, tại vì chỉ có 17 ông thôi. Cho nên ưu tiên và ưu tiên cho những ai chưa có nhà, những ai mà đang phải sống chung với những bà mẹ chồng, trời ơi tối ngày áp đảo tinh thần, ở nhà tao, tao đuổi mày ra khỏi nhà hay là tao cho mày ăn cơm, đó là những người đó cô Hương rất là thương và muốn giúp cho bạn có nhà nha. Ông thần ước để trên màn thà... xem chúng nó bàn thài rồi, để trên cái bàn thờ ông địa thần tài được. Và nhớ giùm cô Hương nha, 1k1 người đang xem, mình khấn nguyện là mình phải khấn liên tục trong vòng 1 tuần lễ thì mới có hiệu quả nha. Ông thần ước là 350.000 một ông, 350.000 một ông, và số lượng không có nhiều, chỉ còn có 17 ông thôi. Trời, nó mệt quá đó. Cô ở Việt Nam con ơi, cô đang ở quận 7, không có phải ở Đà Lạt. Đà Lạt lên đó chia tay rồi nên cô chưa có lên trên đó. Em chưa có nhà thì em cần thỉnh ông thần ước nha, 350.000 một ông. Và mấy bạn ơi, mấy bạn lưu ý giùm Hương nha, khi mà cái live stream này kết thúc, mình sẽ post lên những cái số chốt đơn, hoặc mấy bạn có thể dòm trên cái hình ảnh bìa của Facebook mình đó, là sẽ có những số chốt đơn. Mấy bạn lưu ý coi chừng hàng giả mạo nha. Nhớ giùm, khi nhận hàng phải có một tròn đỏ quận 7 và có mã số thuế, lưu ý nha. Cái mọc tròn đỏ mà của bên giả mạo là sẽ không có mã số thuế. Da mặt chị đẹp là tại vì do chị xài kem xăm nên da mặt chị mới được vậy đó em. Hiện tại là không có xuất cái gì ngoài kem xăm hết nha. Còn ai mà nhận hàng mà không có mã số thuế là giả mạo, mấy bạn lưu ý giùm Hương nha. Phải có mã số thuế thì mới là hàng thiệt nè, còn không có mã số thuế thì là hàng giả mạo nha. Ông thần ước là giá 350.000, rồi cho son đi, cho set son đi, set son 5 cây đi. Chắc Huy qua đây ngồi không đi để lấy đồ giùm á. Ngồi đây để cho Huy vô lấy đồ. Rồi nha, bây giờ tới cái set son này, có ai á mà muốn có được 3 tỷ giống như trên tay cô Hương đang cầm không? 1.001 người đang xem. 3 tỷ giống như trên tay cô Hương đang cầm môn. Thì hôm nay cô Hương sẽ chia sẻ tới cho mấy bạn một cái bí quyết thành công. Một cái bí quyết nói chuyện dạng người nghe, làm gì cũng thành công, đi đến đâu cũng được ok hết nha. Thì đó chính là cái set son này đây. 5 cây son với giá 150.000 đã được thầy sơn rồi. Ưu tiên cho những ai mà kiểu như là mình bán hàng nè, hay là mình làm cái công việc mình tiếp xúc với nhiều người, mình muốn cái lời nói của mình được nhiều người nghe, mình muốn cái sự may mắn của mình nó lan tỏa tới nhiều người, mình muốn mình làm cái gì cũng thành công, mình nói chuyện từ chồng cho tới con cho tới mọi thứ đều nghe, mấy bạn phải xài set son này. Một set 5 cây như vậy giá là 150.000. Và cô Hương nói luôn, tại vì do mặt hàng này nó đang cháy hàng, cho nên bạn nào đặt vui lòng comment giùm cô Hương, con coi giùm cho cô trong app thì cái này còn bao nhiêu set được cô coi, bấm như là được cô coi. Không, bây giờ thông cảm giùm cô Hương, không có nhiều, ai đặt son bấm giùm cô set son nha. Rồi, một cái son này là hồi trước giá của nó là 720.000 một set. Mấy bạn biết 5 cây màu đẹp như mơ luôn, nhưng mà trong cái livestream này cô giảm giá cho là còn 150.000. Và ưu tiên nha, ưu tiên, cô nói gì là mấy bạn hiểu rồi đó, ưu tiên cho 13 bạn nào may mắn nhất để số điện thoại lại. Và vui lòng nhớ giùm cô Hương nha, cái trang phong thủy, trang nó bị lộn, trang tâm linh phong thủy á, là cái trang đó là cái trang giả mạo, rồi tỉnh tâm, rồi cái gì Hồ Thị Xuân Hương. Nói chung á là mấy cái trang fanpage đều là giả mạo hết. Mấy bạn thấy mấy cái live stream phát trực tiếp mà từ những trang fanpage thì đều là giả mạo. Tại vì cô Hương chỉ có Facebook chứ không có fanpage nha. Facebook của cô Hương có 2 cái, một cái là 400 mấy ngàn người theo dõi và một cái là 200 mấy ngàn người theo dõi, không hề có fanpage. Khi nhận hàng vui lòng kiểm tra giùm có một tròn đỏ có mã số thuế nha. 1.001 người đang xem. Nếu ai đặt hàng set son vui lòng comment giùm cô Hương, tại vì do đó là sau sinh rồi mình cũng không có thời gian live stream nhiều, cho nên mình like mỗi ngày một cái like thôi, không có thời gian live sáng trưa chiều tối như ngày xưa tại vì phải chăm em bé nữa. Thì mình chỉ ưu tiên cho những ai thực sự muốn nha. Một set son 5 màu đang rất nhiều người săn lùng, đang được giảm giá từ 720.000 chỉ còn 150.000. Trời mệt quá. 1.200 người đang xem. Thì mấy bạn ơi vui lòng comment nha. Set son này là 150, bên trong sẽ có 5 màu. Và cô Hương dám đảm bảo một điều, mấy bạn thỉnh set son này về, nếu mà hiệu quả không có, kiếm cô Hương nhận ngay 3 tỷ, hoặc là có thể nhận hết đóng tiền ngay đây nha. Sao mà chiếu thấy hết đóng tiền ta. Nghiêng cái điện thoại đây để chị nghiêng cho.
Đó, nếu ai mà Thịnh xét son về nè, không có hiệu quả nè, thì có thể nhận hết ở đây là 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ nha. Phía đây là 4 tỷ nha, còn mấy cọc tiền lẻ là cô không thèm để lên đó. Đây, đây là 4 tỷ nè. Còn mấy cái cọc mà tiền mà lẻ đó là kiểu mà kiểu giống như đối với cô là tiền lẻ nè, đó thì là cô không thèm để lên đó. Đây, hai cọc tiền lẻ là cho luôn nha, không thèm để lên. Bây giờ chỉ tính tiền mặt ngay trước mặt. Ở đây là 4 tỷ, trên tay đây là 3 tỷ, nó là 7 tỷ. Thì nếu ai Thịnh xét son 150 về, xài không may mắn, không hiệu quả, 1.200 người đang xem, cô đền cho 7 tỷ nha. Nhưng mà vì do số lượng có hạn. Nhiều số rồi. Dòm trên đó rồi. Đó thì là sao cái máy chị nó không có hiện cái thông báo của Zalo nữa hả? Ủa phải máy chị này đâu, cái máy chị đâu trời. Đó thì là không có nhiều không. Sao cái này đâu phải máy chị đâu. Hả? Cái này không phải máy chị nữa, nó không hiện chị máy. 1.200 người đang xem nha. Rồi mấy bạn ơi, cô ơi con đặt 4 lá 5 dòng chữ đi cô. Con cần đặt hàng cứ để số điện thoại này và nhớ giùm cô Hương nha mấy bạn ơi. Sau khi mà tắt cái like này đó thì cái like này sẽ chỉnh ở chế độ bạn bè. 1.300 người đang xem, nay dính phốt gì ngoại tình hay cái gì mà sao đông người xem dữ vậy trời. Đó thì á, khi mấy bạn ơi nhận hàng một lát like này livestream xong là cô Hương sẽ chỉnh chế độ bạn bè để cho bên nhân viên gọi chốt đơn. Khi nhân viên gọi chốt đơn xong thì ngày mai cái like này sẽ mở công khai lại để tránh nhầm hàng giả mạo. 1.300 người đang xem, ai lấy set son 5 cây vui lòng comment giùm cô Hương nha. Comment giùm cô Hương set son 5 cây nha. Kinh doanh online sử dụng set son này nói chuyện khách nó vô ào ào. Cô Hương đảm bảo 100% luôn. Nếu như sử dụng không hiệu quả có thể nhận ngay 7 tỷ tiền mặt đang trước mặt cô Hương. Rồi, chuẩn bị hết hàng rồi đó. Ai đặt vui lòng comment số điện thoại. Tại vì do hàng không có nhiều cho nên cô chỉ có thể ưu tiên được cho rất ít người luôn. Mấy bạn nào thỉnh thì vui lòng nhanh tay lên giùm cô Hương nha. Cho cô cái dòng hút tiền trước mặt đi Nhi ơi. Dòng hút tiền á. Một set son là 150 là giá đang giảm, giá đúng của nó là 720.000. Và cô Hương ưu tiên nha. Công dụng của set son là nói chuyện cho chồng nghe, nói chuyện cho chồng thương, nói chuyện cho mọi cái điều may mắn đều tới và nói chuyện cho ai cũng yêu mến mình, làm cho người ta nghe lời mình, nói chuyện với khách hàng thì chốt được đơn, nói chuyện với chồng thì chồng dâng hết tiền và làm cho bạn cực kỳ may mắn. Kiểu như nói chuyện với mẹ chồng thì con mẹ chồng nó sẽ không còn ghét mình nữa. Ngày nào cô Hương cũng sử dụng hết. Và đặc biệt nha, cái set son này số lượng không có nhiều cho nên ai đặt nhanh tay comment giùm cô Hương nha. 1.200 người đang xem. Rồi mấy bạn ơi, trời mình nhiều khi mình livestream lên mình bán hàng rẻ, mình thấy mấy bạn đó, giống như là hôm qua mình đặt ốp điện thoại mà hôm nay không ai gọi. Từ hôm qua tới giờ luôn. Coi coi cuộc gọi nhỏ thôi đi nha con, chứ nhân viên bên cô gọi có lấy số sau này sáng không? Thì hôm qua đặt mà chưa được gọi thì hôm nay comment lại nhân viên sẽ gọi lại nha. Rồi 1.200 người đang xem, mấy bạn muốn có 7 tỷ tiền mặt giống như cô Hương trước mặt, chỉ việc Thịnh cái set son này về. Đảm bảo với mấy bạn, mình phải thoát khổ, thoát nghèo. Nếu mình khổ mình nghèo hoài, cái thứ nhất người thân bạn bè gia đình gì không ai coi mình ra một cái gì hết nha. Tiền giả hay tiền thiệt, trời ơi hỏi một câu không biết đường trả lời. Hỏi một câu không biết đường trả lời luôn. Son này nói chuyện chồng nghe, nói chuyện chồng mê, nói chuyện chồng thương luôn nha. Rồi ai cần vui lòng chia sẻ livestream giùm cô Hương. Chia sẻ livestream giùm cô Hương nha. Ủa Di đang lên đơn hả? Ủa ngoài đó có ai lên đơn không hay là chuyển qua đóng hàng hả? Rồi Hoàng. Ý là phải có người lên đơn, đâu quắc mình không ai lên được. Mai nó còn làm cực. Múa gì? Bill gì á con? Bill quên hay là gì? Ủa sao không đi mua thùng mà đi mua cục lên sao? Mua đỏ đó, tại mình đặt đỏ. Giờ dù Hoàng, mà ai trong 4 đứa là đứa nào lên đơn nhanh? Ý là phải có đứa lên đơn một chứ đâu bắt cái mày hỏi lên mình, nó lên mình nói gì nó đâu có làm tin nhắn đâu được cho chị đâu. Ai đặt hàng thì vui lòng comment giùm cô nha, tại vì do số lượng có hạn. Mấy bạn vui lòng giùm nha, một cái set son á là 1.720 nhưng mà sale là còn có 150 thôi. Cho nên ai đặt là vui lòng comment giùm cô nhanh lên để mà cho chốt luôn nha. Chứ bây giờ là cái số lượng nó cháy hàng quá rồi, nó cháy lắm luôn rồi. Nó cháy mà giờ bây giờ nó cháy kiểu như muốn cháy, không biết diễn tả cháy cái từ cháy là cái gì luôn á. Nói chung là sale anh chỉ cháy, cháy hàng.
Đó, thì bây giờ đó, thì bây giờ nha mọi người. Sao Khanh ngồi đó vậy? À, thiếu. Mua son mà không có tiền lo em mà. Đó, thì bởi vì mấy bạn phải mua son 150.000 một set thôi. Nhưng mấy bạn có biết không nè, bây giờ Hương mới mở cái màu son cho mấy bạn coi để mấy bạn đừng có ghiền nha. Một set son như vậy là gồm 5 cây với 5 màu son. Đặc biệt mấy bạn nhìn. Đủ đẻ mày à. Nè, 5 màu son mấy bạn thấy không? Bây giờ Hương sẽ test thử cái màu số 2 trên cái đôi môi quyền lực của Hương cho mấy bạn coi nha. Các bạn thấy không? Kiểu như là cái người á, cái nét người ta đẹp sẵn á. Cho nên khi mà tô lên là nó tôn vinh cái vẻ đẹp mình lên liền. Trừ tiền cho nó hết đi không? Mày thấy không? Đó. Kiểu như cái bờ môi của Hương đẹp á. Cho nên 1.200 người đang xem. Khi mà cái bờ môi của Hương đẹp á, cô Hương xài son gì lên nhìn nó cũng quến rũ đó. Quấn lắm. Màu đẹp ghê chưa? Chỉ có 150.000 một set mà set son rất là đẹp nha, 5 màu luôn. Và đặc biệt cái công dụng của set son này là kêu gọi tiền cho mấy bạn nha. 0938133366 đúng rồi, số nhân viên đó là Yến Mập mà đen bên cô, đó là số nhân viên bên cô. Mấy bạn muốn biết hàng thiệt hàng giả đó, xem trên cái hình cover nó có tất cả số điện thoại nhân viên bên cô. Đó, Yến Mập đúng rồi, Mập mà đen, tại vì nó đen thui thùi lùi à. À, đen vừa vừa, đen kiểu hơn chỉ thui chút xíu. À, thì ai đặt cứ để số điện thoại là, còn nếu ngày hôm qua ai đặt mà chưa được gọi thì bây giờ cứ comment số điện thoại lại nha. 150.000 một set nha, cô Hương dám đảm bảo luôn. Và hiện tại bây giờ rất nhiều khách đã đặt. Mày đứng nhiều cũng bill vô cho cô cái mày. Nè, cô cho bạn coi bill nè, tại vì cái máy bill chưa có giờ đi được. Để cho bạn coi cái bill người ta đặt son nè. Rất nhiều luôn, nhưng mà cô không có còn. Rồi, được rồi, được rồi. Chưa ai chốt. Nè bạn coi nè, bill son này nha, rất nhiều luôn. Nhưng mà tại vì do cái máy bill chưa có dời được á, cho nên đây kéo gì cho bạn coi nha. Thì ai đặt son vui lòng comment số điện thoại 150.000 một set. Và cô Hương dám đảm bảo với mấy bạn, không có ai bán rẻ như cô Hương đâu. Người ta bán là 720.000, còn cô Hương bán có 150.000 thôi. Mà được tận 5 cây son, đây là bill son đây. Thì những ai đặt son vui lòng nhớ giùm cô Hương nha. Phí ship là 50.000 và dám cam đoan với mọi người luôn. Khi mọi người nhận được son sử dụng tiền vô liền. Hoàng ơi, đứa nào lên đơn với bé Mai đi đâu quắt mình bé Mai lên đơn được. Tại Mai nó còn làm Zalo của cô nữa. Trong 4 đứa nào lên đơn nhanh. Sao kịp? Sao? Vậy mày làm Zalo đi, Zalo nhiều không? Giờ đưa cho Hoàng với mày. Rồi nha, ai ạ Zalo cô thì đọc giùm cô nha. Cô ơi, tối nay con nhắn vô phách này để đặt nha cô. Ok con, rồi ai làm Zalo. Ủa lộn, tính ai làm Zalo rồi. Ai kết bạn Zalo á. Mày cũng liệu, mày chưa đẻ mày cũng liệu vậy? Ai kết bạn Zalo thì ạt giùm cô nha, kem nám còn nha. Ai kết bạn Zalo thì ạt giùm cô, số Zalo của cô là 0933 37. Đưa cái ít mắt cho mọi người. Giờ làm không? 0933 vậy ghi mã xong đi. 0933 37 38 31 là số Zalo của cô nha. Ai ạt thì ạt nhanh lên nha. 0933 37. Ủa mày có làm tin nhắn người lạ mày có kết bạn rồi. Dòng xà beng đâu còn đâu chốt. Dòng xà beng đâu còn đâu. Rồi nha, cô qua cái son. Bây giờ cô đi đến một cái dòng làm mưa làm gió trên thị trường banh chành mấy năm nay. Nhưng mà hiện tại bây giờ là không có còn hàng nhiều. Thì bây giờ nha mấy bạn ơi, có ai muốn có được 3 tỷ tiền mặt như trên tay cô đang cầm không? Đó, thì là do cô đeo cái dòng, gọi là dòng này gọi là dòng hút tiền. Đây, cái dòng này nó với những cái màu sắc này, khi mọi người đeo Hương dám cam đoan với mọi người nha, 99.000 một vòng, nghĩa là 950.000 một vòng. Nhưng mà trong livestream này cô giảm cho mọi người là còn 99.000 một vòng.
Vòng này đeo đặc biệt với những cái thanh ngũ sắc này, đeo tới đâu quến tiền tới đó, và đặc biệt mấy bạn đeo vào tiền vào ngay tức khắc, ngay lần đầu tiên mình đeo. Nhưng mà cô nói trước nha, tại vì do số lượng không còn nhiều, cô nhận đúng 30 người, 99.000 một vòng. Ai đặt vòng hút tiền nhanh tay comment giùm cô. Mấy bạn ơi, đeo vòng nếu trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi. Trời ơi, khát nước quá. Mở giùm cho cô đi. Đi chết khác đi. Đeo vòng này nếu trong vòng 1 tiếng đồng hồ tiền không về trên 10 triệu, cô tặng cho mấy bạn luôn 3 tỷ tiền mặt cô đang cầm nha. Rồi, vòng này còn đúng 30 vòng, gọi là vòng hút tiền. Nhưng mấy bạn có biết tại sao không? Tại vì đây, cái vòng này khi mấy bạn nhìn kỹ nha, nó sẽ có những cái lỗ hổng ngay đây. Thì những cái lỗ hổng này nè, khi mà gặp bất kỳ người nào kiểu như người ta có tiền, tự nhiên nó hút tiền, khiến cho mình có những cái mối làm ăn hoặc là những cái giao dịch mang tiền về cho mình. Vòng này gọi là vòng hút tiền, mấy bạn comment giùm cô nha. Vòng hút tiền, và đặc biệt với những thanh ngũ sắc này chuyển màu nè, sẽ giúp cho cái đồng tiền đi vô và không có đường đi ra luôn 100%. Giá 99.000 một vòng, nhưng mà cô nói trước, tại vì cô còn có 30 vòng thôi, thì cô ưu tiên cho những ai thỉnh vòng này. Nếu ai thỉnh về mà tiền không về, cô tặng luôn 3 tỷ tiền mặt cô đang cầm trên tay cho mấy bạn nha. Đảm bảo 100% luôn. Ai thỉnh vòng hút tiền. Ủa Khanh ơi, điện thoại có tôi hỏi phút cơm chưa? Không, bây giờ thông cảm giùm cô đi, cái vòng này nó không có còn nhiều. Ai thỉnh thì comment số điện thoại nha. 99.000 một vòng, nhưng mà cô dám cam đoan nè, nếu thỉnh về không có hiệu quả thôi, bây giờ nâng giá trị giải thưởng lên 7 tỷ luôn. Cho mấy bạn luôn 7 tỷ. Đó, thì ai thỉnh thì comment số điện thoại giùm cô nha. 99.000 một vòng, phí ship 50.000. Và nhớ giùm cô nha, cái trang tâm linh Thái Lan á, trang tâm linh trang tâm linh phong thủy là trang giả mạo nha mấy bạn, lưu ý giùm cô nha. Vòng hút tiền không có nhiều, 99.000 một vòng, nhưng mà sẽ cho mình tiền bạc vận may rất nhiều luôn. Ai thỉnh thì comment số điện thoại giùm cô nha. 99.000 một vòng. Nhìn tiền cái gì vậy nè? Không, bây giờ cái vòng hút tiền trong app còn nhiều thì con cô thì chứ giờ đâu còn nhiều đâu đưa cho khách con. Coi em coi thì 18 vòng rồi còn còn có 18 vòng thôi. Thì mấy bạn nào mà muốn thỉnh cái vòng hút tiền á, thì mấy bạn khi mấy bạn đến với cô Hương, cái gì cô Hương cũng có thể trợ, cũng có thể giúp được hết. Giúp cho mọi người có tiền, giúp cho mọi người có lộc, giúp cho mọi người may mắn, giúp cho tài lộc về, vận may về. Và cô Hương dám đảm bảo một điều nha, vòng hút tiền bên cô Hương mình chỉ cần đeo trong vòng 1 tiếng đồng hồ tiền sẽ về liền. Đó là lý do tại sao mà cô Hương luôn dư giả, luôn may mắn. Thật sự cái vòng này A Chan làm ra giúp cho mình kiểu như tài lộc nè, vận may nè. Nó với những cái cung màu này sẽ giúp cho mình nó vận chuyển, kiểu giống như là điều hòa lại những cái gì khi bạn gặp mấy bạn mạng mộc. Mà bạn gặp những cái gì không may mắn thì sẽ có những cái màu sắc này nó thuộc những cái cung mạng đỡ lại cho mình hết luôn. 99.000 một vòng nhưng mà số lượng không có nhiều. Thì cô ưu tiên cho ai đặt trên livestream nha. Tâm linh phong thủy là trang giả mạo nha. Tâm linh phong thủy là trang giả mạo. Những cái fanpage đều là giả mạo hết. Những cái gì mà gọi là trang fanpage là giả mạo hết. Tại vì cô Hương không có trang fanpage. Cô Hương chỉ có 2 cái Facebook. Cô Hương không hề có trang fanpage nha. Có một cái tên là Hồ Thị Xuân Hương người cải vận, mà cũng là trang fanpage 22.000 ca thích á, cũng là giả mạo. Rồi trang tâm linh phong thủy cũng là giả mạo. Rồi gì nữa? Tỉnh tâm gì đó cũng là giả mạo luôn. Tại vì cô Hương không có trang fanpage. Hồ Thị Xuân Hương gieo tài gieo lộc. Hồ Thị Xuân Hương người cải vận gieo tài lộc gì đó cũng là giả mạo luôn. Thì những ai mà mua hàng của những trang đó thì đều là hàng giả mạo hết nha. Tại vì cô Hương không hề có trang fanpage. Mấy bạn lưu ý giùm, khi nhận hàng bên cô Hương là sẽ có mộc tròn đỏ, có mã số thuế của quận 7. Cô Hương không hề có trang fanpage nha. Vòng cầu con mà lúc trước cô cầu có con nó còn không ta? Vòng cầu con còn 7 cái nữa. Vòng cầu con là cô còn nha, 300.000 một vòng.
Nhưng mà còn có 7 dòng thôi, không có nhiều. Dòng cầu con là hồi trước là cô là một người khó có em bé đó, mà cô đeo cái là cô có bầu liền luôn. Nè, vòng cầu con 300 nghìn một vòng, nhưng mà đeo cái là có con liền luôn. Nhưng mà không, bây giờ vòng hút tiền mấy bạn thông cảm giùm cô đi. Tại vì do cái vòng đó nó thật sự luôn, đeo nó hút tiền ghê quá. Mua có 99 nghìn mà đeo mà nó gọi là nó hút tiền tỷ luôn á. Vòng mà, vòng hút tiền á, hút mà gọi là hút tiền tỷ luôn nha, chứ không phải hút tiền bình thường nữa. Và cái vòng hút tiền mà từ khi cô đeo, cô dám đảm bảo một điều, mấy bạn sẽ không bao giờ có được một cái vòng nào may mắn như cái vòng hút tiền mà cô đang đeo. Hút tiền ơi là hút tiền, mình đeo vô cái nó hút, trời nó hút cái gì mà triền miên, khói lửa nó hút mà không ngừng nghỉ. Cái vòng hút tiền nó hút, công nhận hút ghê thiệt. Tiền không, mình đeo nó là mình hút tiền, ơi là hút tiền. Mệt thiệt. Vòng hạt gạo khác, vòng hút tiền khác, hai cái vòng đâu có giống nhau đâu con. Cái vòng hút tiền này nè thì sẽ cho mình cái cơ vận hạn tiền, giúp cho mình may mắn, tài lộc, giúp cho mình vận may, giúp cho mình có tiền, có bạn, giúp cho những ai đang không có tiền cũng sẽ có tiền, giúp cho những người đang cần tiền lúc nào cũng có tiền. Nói chung cái vòng này vòng hút tiền gần hết rồi đó, vòng hút tiền gần hết rồi đó, còn nhiều, còn 7 cái đó. Dòng hút tiền là 99.000 một vòng, phí ship là 50.000. À mấy bạn ơi, vui lòng comment số điện thoại nha. 5 vòng chữ còn, ai đặt cứ comment. Nhân viên cô đang gọi like, có thể gọi hết hôm nay hoặc là qua ngày mai mới hết, tại vì số like bên cô đang rất là nhiều. Những hồ ly em mới nhận của cô Hương phải không cô Hương? Trương Ly, nếu em thỉnh từ Facebook này là của cô, còn nếu em thỉnh Facebook khác thì lại giả mạo nha. Cô Hương chỉ có Facebook chứ không có trang fanpage. Má ói chắc có bầu nữa hay gì trời. Mày á. Duy Lu muốn vòng hút nợ dễ mà, đi ra mấy chỗ mà bán số đề đó, hoặc là tụi cho dây xã hội đen đó, cái bắt đầu mượn tiền mình chơi, mình quất vô đánh không không, chịu thua nợ chứ cần chi vòng hút nợ. À, những ai mà ở gần nhà cô Hương thì đến nhà cô Hương thỉnh để khỏi tốn phí ship nha. Địa chỉ nhà cô là số 99 đường số 3, phường Tân Kiển, quận 7. Số 99 đường số 3, phường Tân Kiển, quận 7. Dòng hút tiền bây giờ số lượng còn ít lắm, thật sự luôn. Ủa sao cái máy này số like nó ra chậm quá vậy? Kể cả cái máy ngay đây gì vẫn thấy nó ra chậm. Kệ không? Người ta comment trùng số lên máy nó mới ra. Gì vậy trời? Thì ai muốn đặt cứ việc comment cô giúp hết, đã nói giúp là giúp. Còn người nào nói không giúp là không giúp. Nhưng mà cô nói trước nè, tại vì do cái vòng này nè, khi mà cô đeo nó thực sự luôn, nó giúp cho cô có tiền và nó làm cho cô kiểu giống như lúc nào người cô cũng có tiền, không bao giờ mà cô không có tiền hết trơn. Và nó kiểu như nó mang tiền về cho mình rất nhiều, cho nên là cô mới thích nó. So 100 còn nhiều không phải không? Mấy hộ? Alo. Alo. Cái gì mà thay hoài vậy, mới thay đi giờ thay nữa nhỉ? Là chỉ còn đó thôi hả? Sửa app đi. Dòng này là dòng kiếm như cho mình mua may bán đắt luôn nè. Những bạn mà bán ế là mình thỉnh cái dòng này về, mình mua may bán đắt, mình làm gì cũng được hết. Tài lộc tiền bạc vận may vô. Em cho số nhân bên tâm linh thì em thỉnh với nó đi. Trương Ly, bên tâm linh nó không phải là trang của cô nha, em thỉnh nó là bên giả mạo rồi. Ai đặt cái gì cứ việc comment số điện thoại là được, rồi bên cô sẽ chốt từ từ. Rồi bây giờ sẽ tới cái này đây. Cái này giá bao nhiêu rồi? Cái này
Bao nhiêu cái? Này nhiêu cái? Còn bao nhiêu cái? Rồi nha, đây là cái hồ lô hút tiền 180.000 một cái. Nhưng mà cô nói luôn nè, tại vì cái hồ lô này đó là A Chan đã làm. Khi mà mình về, mình treo trong phòng ngủ thì cả hai vợ chồng đều làm ăn được. Còn nếu như mình treo ngay giữa nhà, tất cả những người trong gia đình mình mà ai bước qua mà đi ngang cái đầu ngang qua cái hồ lô này là đảm bảo phất giống như diều gặp gió. Cô Hương dám đảm bảo cho mấy bạn, nếu như ai thỉnh cái hồ lô này về, tiền bạc không có, kiếm cô Hương. Cô Hương không có trang fanpage, chỉ có Facebook thôi nha. Tâm linh phong thủy là giả mạo. Còn cái này, hồ lô này là giá 180.000. Cái này gọi là hồ lô cải vận. Là đặc biệt những người mà được bước qua cái hồ lô này treo trên đầu. Những người á mà được bước qua cái hồ lô này, cái đầu mà được đi qua, cái nghĩa là khi mình treo như vậy đúng không, mình đi qua như vậy nè, đó là đảm bảo với mọi người luôn. Mọi người làm ăn rất là được, trong nhà mà có bao nhiêu người thì bao nhiêu người mà bước chân đi qua cái hồ lô này nha, đều làm ăn tiền bạc vô rất nhiều. Giá của cái hồ lô này á là 180.000, 1.800.000 đó, nhưng mà sale cho các bạn là còn 180.000. Khi mấy bạn nhớ giùm nha, cái này gọi là hồ lô cải vận, tại vì hồ lô này nó có cả cuốn cả cây luôn. Thì khi thầy làm A Chan đã sơn vô đây rồi, bao nhiêu cái lực nó đều nằm trong cái hồ lô này hết. Cho nên khi mình treo cái hồ lô này, mình đi ngang qua thì tất cả những người trong gia đình mình làm ăn rất là được. Ngay trong nhà cô Hương, cô Hương cũng có treo một cái hồ lô để cho khách hàng cũng như là nhân viên khi mà đi ngang qua những cái này nè thì là may mắn, rồi làm ăn càng ngày càng phát tài phát lộc. Hồ lô này giá chỉ có 180.000 và A Chan đã vẽ phép lên từng cái hồ lô rồi nha. Đây là chữ phát tài phát lộc. Những ai đang thiếu nợ tiền tỷ, những ai đang nợ nần mà không lối thoát, những người đang thiếu nợ, những người kiểu như là không có đường thoát luôn, thì khi thỉnh hồ lô này về, cô Hương dám đảm bảo bạn sẽ trả được hết nợ luôn. Cam kết với những người nợ tiền trăm, tiền tỷ luôn nha. Nhưng mà hồ lô này cô không có nhiều, hồ lô này có rất là ít. Cho nên ai đặt thì vui lòng comment số điện thoại giùm cô Hương nha. 180.000 một cái hồ lô. Đặc biệt mấy bạn có thể nhìn được nha, hồ lô này còn có luôn cả thiên chốt đồng tiền. Thì cái thiên chốt này đây sẽ giúp cho mình đồng ngân, tạo ra đồng ngân, giúp cho mình rất là may mắn. Thì do đó là còn có 8 cái hồ lô thôi. Cho nên khách nào cần thì mấy bạn vui lòng comment số điện thoại nha. Khách nào cần thì vui lòng comment số điện thoại giùm cô Hương. 900 mấy một cái đó, nhưng mà sale là còn 180.000. Mấy bạn Chin Chin nhìn con á, con tên cái Facebook là biết con nói chuyện ngu rồi. Ba má con sinh con ra đó, kiểu như con có bộ não hiểu không, nhưng mà kiểu như là chỉ để chân thôi chứ không có sử dụng được. Đôi khi cô muốn chửi con, nhưng mà cô suy nghĩ là cô ở trên này nè, còn con ở tuốt dưới này nè, sao mà chửi được, nó không có cùng đẳng cấp với nhau hiểu không. Thì con phải biết được tại sao con lại nói cái câu là hồ lô có tiền nhiều, tại sao cô không giữ xài. Bộ mắt con á có ra để chân rồi không thấy tiện này hả? Kiểu như người ta ở nhà mấy chục tỷ mà tiền người ta vẫn còn đóng vậy. Thì mình giàu có mình phải chia sẻ cho mọi người, chứ không lẽ giàu có rồi giờ ôm cái giàu nó vô người. Tội nghiệp con ghê vậy, ba má con đẻ ra con mà vô phước vô phần thì chứ ăn không, muốn lên comment cho chúng chửi chi trời. Hồ lô là giá 180.000 một cái, nhưng mà hàng không có nhiều, thông cảm giùm cô Hương nha. Thì mình chỉ ưu tiên cho những người đang khổ, những người đang kiểu như ở xa mà không đến mình cải vận được. Con hiểu không Chin Chin, mấy chục tỷ nhưng mà người ta đi kiếm tiền lẻ đó là người ta làm ăn chân chính, người ta làm phước, chứ không phải như con có đóng tiền lẻ mà nợ lại mấy chục tỷ, nói chuyện ngu quá à. Cô có mấy chục tỷ cô đi kiếm tiền lẻ còn đỡ hơn con có đóng tiền lẻ xong con đi kiếm ra tiền tỷ. Đây con nợ tới mấy chục tỷ luôn, con trai của cô ngủ trên lầu á, giờ này giờ thức hả, thức trên lầu á. Kỳ ghê. Hồ lô là 180.000 nha, nhưng mà không có nhiều thì ai đặt vui lòng comment giùm cô. Cái này rất là ok luôn. Thỉnh về nè, may mắn, tài lộc, tiền bạc, tiền tài, vận may rồi giúp cho mình. Trời ơi, cô không biết nói sao nhưng mà tùm lum tá lả hết, nói chung là hên lắm luôn. Khách cô có người thỉnh cái này về chúng cho 8-9 tờ độc đắc luôn. Cái hồ lô này chỉ có 180, nhưng mà hàng đảm bảo với mọi người, khi mọi người treo trong nhà tức
cả những người mà đi ngang đều được may mắn. Nếu như ai ở xa muốn gặp cô Hương để cây vận mà mình không có thời gian để đi, mình cũng không có duyên để tới á, thì bạn ơi thỉnh cái hồ lô này về treo ngay trong nhà để cho vợ chồng con cái cha mẹ và tất cả những người được bước chân đi ngang qua cái hồ lô đều may mắn hết. Cái này là không có nói điêu, tại vì không còn hàng đâu nói điêu. Còn đây nha, cái này là trái hàng rồi hôm nay mới có lại đây. Cái này gọi là bùa vợ chồng. Khi hai vợ chồng mà người chồng có vợ bé, người chồng không có yêu thương mình, hoặc là người chồng kiểu như mình nói cái gì ra nó cũng cãi, nó không có còn mặn nồng rồi, giống như thuở mà mới yêu nhau chưa có con hay là cái gì đó, thì mấy bạn phải thỉnh cái này về. Cái này gọi là bùa vợ chồng. Thì bên trong nó có đôi hình nhân bằng gỗ ôm nhau nè. Và đặc biệt nha, khi ai thỉnh tụ đẻ mày mặc lồng rồi xong tiền giúp coi thì á, cái này nè là giúp cho những cặp vợ chồng khi thỉnh cái này về đảm bảo 100% luôn, tiền về và hai vợ chồng làm ăn rất là phúc. Ship 50.000 nha. Rồi thì cái này gọi là bùa vợ chồng nhưng mà không có nhiều mấy bạn ơi. Khi mà thỉnh cái này về, đây là đầu tiên, cái vật phẩm đầu tiên bên cô Hương mà khi vợ thỉnh là chồng làm ăn được, mà chồng thỉnh là vợ làm ăn cũng được. Ví dụ như mình có chồng đi làm ăn xa, bạn có đôi bàn tay đẹp quá, trên người cô Hương cái gì cũng đẹp hết bạn, hết hồn một tí đó. Thì giá là 300.000 nha. Rồi ai đặt hàng mình nhanh tay comment giùm cô nha, 300.000 một cái này. Thì khi mấy bạn nhận được cái này, mấy bạn sẽ hiểu được tại sao có chị khách của cô Hương thỉnh bữa khách tuần thỉnh này trúng số không, hai tờ độc đắc đó, là thỉnh bùa vợ chồng là trúng được hai tờ độc đắc luôn. Mà khách tới bên đây là rất là khổ luôn nha, họ thỉnh xong họ trúng số và nhiều ơi là nhiều luôn. Đó. Rồi nha, ai đặt cái này BD có chồng mà thỉnh là vẫn được nha. Tại vì cái này là nó là chợ về vợ chồng, cho nên cái bùa vợ chồng này khi mà thỉnh là cả vợ lẫn chồng làm ăn rất là được, giúp cho mình may mắn, giúp cho mình tiền tài, giúp cho mình tài lộc. Bùa vợ chồng giá là 300.000. Con á là con phải tắm qua tắm giải hạn nha Nana. Bùa vợ chồng giá là 300.000 nhưng mà cô còn tầm khoảng 20 cái thôi. Thì mấy bạn ơi, ai mà muốn cô tư vấn á thì có thể add Zalo của cô là 0933373831. Số Zalo của cô là 0933373831. Con trai cô dễ thương quá. Thì là 300.000 một cái phép như vậy nha. Thì cái phép này nè, khi vợ thỉnh thì chồng làm ăn được, mà khi chồng thỉnh vợ làm ăn được, và cái này đảm bảo 100% luôn. Vợ chồng mà thỉnh cái này là làm ăn rất là phúc luôn. Con trai cô dễ thương, thì cô nói thật sự thì tất cả những em bé nào cô thấy trên đời này cũng là thiên thần hết á. Không có những con trai của cô mà con trai của ai cũng dễ thương hết, con trai con gái mà miễn là con nít là thấy dễ thương. Tắm giải hạn chứ không phải tắm dãy hạn con. Hồ lô là treo trong nhà nha, treo trên xe được luôn. Cười đi. Ngồi đó chu mỏ hô ra cười. Cô ơi, chồng con đi xe tải Bắc Nam mà làm ăn không đưa tiền với không được thuận tiện, con phải làm sao? Thì cái đó con phải thỉnh phép cho chồng con inbox qua Zalo cô đi, cô tư vấn cho. Zalo cô là 0933373831, con inbox qua Zalo cô tư vấn nha. 0933373831. Cho dòng ba do trong app còn nhiều giờ thì chuyện tình cảm rạn nứt là thỉnh cho cô bùa vợ chồng. Thỉnh cái này một cái về là hàng gắn liền. Cho cô dòng mình.
Mộc nhận hàng bên chưa. Còn bao nhiêu? À, Mộc nhận hàng bên cô là Mộc Tròn Đỏ, quận 7 có mã số thuế. Lần này hỏi cái chuyện hưởng quên. Mộc Tròn Đỏ này có mã số thuế nè. Thấy không? Sao? À, mấy bạn ơi, Zalo của cô là phải kết bạn rồi mới nhắn tin nha. Phải kết bạn với cô mới nhắn tin cho cô được nha. Chứ mà không kết bạn mà nhắn tin là cô không có trả lời được nha mấy bạn ơi. Cô gì mà trẻ trâu dữ trời. Phải kết bạn rồi mới nhắn tin được nha. Mà tại vì cô mới đẻ xong á, kiểu như một tháng không được nói chuyện á. Giờ mới được nói nên nói thôi cho em. Cái đó nghiệp hồ của em á. Gì đâu khóc khóc lỗ mũi hỉnh đó hồ còn hỉnh hỉnh. Rồi nha. Chị bữa nay chị mập quá rồi chị ơi. Bà nội mày tao mới sanh xong tao xuống 13 kg. Nghĩ sao kêu tao mập không? Mà tao mới xuống 13 kg mà nó kêu tao mập. Con điên này. Con qua kết bạn với cô mà chưa thấy cô hồi âm. Mày lọc Zalo chưa không Mai? Ủa chứ chứ bữa giờ không lọc hả? Bây giờ đang là 2000 mấy bạn. Rồi vậy sao kết bạn được nữa? Sao không kết bạn được? Không phải lọc còn 1000 mấy. Nhiều. Rồi vậy là full luôn rồi. 2008 là full rồi. Đâu kết được cái 3000 đâu. Rồi nha. Cái vòng này là giá là 750. Bây giờ trong cái like này cô chờ cho mấy bạn là còn 200.000. Ghi tiền nhiều cũng khổ. Phải muốn cái thì vô để ngồi nó canh tiền góp rồi. Đây nha, cái này á gọi là vòng ba voi quét tiền. Thì cái vòng này giá 750.000, nhưng mà trong livestream này cô chờ cho mấy bạn là còn 200.000. Khi ai mà đeo cái vòng này thì cô dám đảm bảo với mọi người luôn, khi mọi người đeo cái vòng này rồi, đi tới đâu ba ông voi này sẽ càng quét tiền tới đó. Và cái vòng này rất là hiếm luôn. Tại vì do là mấy bạn có thấy không, mình đeo nó nhìn giống như cái vòng Pandora á. Thấy không? Giống như là nó không có bị bay màu nè. Rồi nó làm cho mình có tiền. Và đặc biệt những ai mà đeo vòng này nha, đi tới đâu là tiền tới đó đặc biệt luôn. Với like nè Tú ơi. Hồ lô, hồi nãy hồ lô cải vận là giá 180. Còn cái này là vòng... ba voi quét tiền. Ngày xưa đó khi mà cô vừa đeo cái này nè, gọi là vòng ba voi nha, khi mà đeo nó một cái bạn có tin không, tiền vô ngập tràn luôn. Những ngày mà đang thiếu nợ tiền trăm, nghĩa là chưa thiếu tới tiền tỷ nha, là mình thỉnh vòng ba voi là được. Gì cũng cười, bị mắc con rơi nhặt mày hay gì vậy? Chị sao nãy giờ nói vậy, chị đây chị đã chi chúa chốt rồi thôi nha chị. Vòng ba voi số lượng có hạn, tại vì còn có 25 vòng. Ai chốt xanh xong phải hỏi là ở đâu chốt chứ. Thi đang làm mùa thị rồi dạ. Gì đờ đờ gì đó giống niên trộm đi đâu vậy. Ước nào mà nói là cắt thưởng nước đó. Ship 50 là cống tụi mày nói nhận thành, nhưng mà dù gì nó mất. Không, bây giờ vòng ba voi không có nhiều. Cái vòng này mà khi mà mình đeo nó ra đường, nó nhìn nó giống như kiểu trang sức á. Mà nó nói chung là nó hên lắm nè. Nó may mắn, nó tiền tài, tài lộc, và nó giúp cho mình nó có tiền rất là nhiều luôn. Hồi trước á là cô Hương không có tiền. Từ ngày mà cô Hương đi đâu vậy? Con đi lấy bánh tráng. Sao đi bằng đường đó? Nó để dép nó luôn phải không?
Tám hùng nữa. Sao không like mình nhìn người ta? Ship qua Úc hả? Có em. Cô có ship qua Úc luôn, phí ship là 2,7 triệu. Có chứ, vòng ba voi khách đeo, trời ơi đánh bài ăn quá trời luôn á. Vòng ba voi này còn được nhiêu gì, 30 cái không gì? 30 còn có 17 cái. Em muốn chén cho mày vô. Làm tao ăn chưa? Tao ghét nó ghê gì. Tao ăn tao ghét, tao ghét. Trời ơi, đóng hàng mà con một hỏi đổ. Mở cửa này ra đi. Cái quạt kìa cơm. Còn 200 số thì không xong đâu. Qua trang nhà hả? Đâu biết đâu. Chắc đóng đi Cường ơi. Dòng ba voi là 200 ngàn và mọi người lưu ý canh điện thoại nha. Khi mà thỉnh cái dòng này về là cô Hương dám đảm bảo tiền mấy bạn là phải như cô Hương cầm trên tay vậy nè. Trời cầm mà cầm không nổi luôn á. Đó thấy chưa? Rất là nhiều. Cái vòng ba voi này nha, mang lại tiền bạc nè, tiền tài nè, và quét tiền cho mình đi tới nơi nào Bắc Trung Nam Đông Bộ gì đó là đều có tiền hết. Rồi cái đeo cái vòng này qua Mỹ cũng có tiền, mà đeo đi đâu cũng có tiền. Và đặc biệt nha, ba ông voi này quét tiền hơi bị ghê, thật sự. Vòng này để trong người không đeo hả, vẫn quét tiền như thường. Nghĩa là gia chủ nào mà có được cái vòng này rồi thì cô Hương dám đảm bảo tiền về ngập vàng. Ê cô điện cho em bé ngủ cái đâu. Má cho em bé ngủ má. Cho nó bú xong bị dỗ vợ rồi thay tải cho nó ngủ má. Dạ dạ. Không cái vòng này bị. Bữa em mua hộp ướt về mua vòng ba voi là em giàu luôn á. Chứ gì nữa. Tại vì cái dòng những gì cái dòng ba voi tiền về nhiều chỗ nói giết mệt muốn sản luôn thì cái lai cho muốn sản luôn vậy nói muốn sản luôn vậy gì ông mượn ơi nè mấy bạn coi giấy lai nè mấy bạn nhìn nha cái này là một người nè ủa không phải cái này là không biết nhiều người luôn mấy trăm người á giờ nhân viên cô bắt đầu gọi nè cô ăn đi cô. Muốn rớt tao mày cho tao hết mấy muốn mấy bịch kia được. Trời ơi, nó chán luôn á. Không mày cho tao muối không mấy bịch kia được. Ăn thử ra đi. Không muối á, đổ hết mấy bịch kia cho hết được. Đã nói gọi là đồ phong thủy tâm linh là tự nó hút tiền cho mình mà. Thằng gì mua cho mày hả mày? Mày nhẫn mua cho mày hả? Tao quên nhẫn mất rồi. Tao dung duyên dữ trời. Để tao quên tao hỏi nhẫn mua cho mày quên. Hùng. Không phải nhẫn. Phải nhẫn. Alo. Alo. Anh ơi, em gọi đi chút đơn cho mình bên. Chết rồi, giờ ta đặt vòng bao giờ quá trời. Bố không vòng mặn không? Dì con đếm trong kho giùm cô đi, còn nhiêu vòng gì? Gọi điện thoại để em chốt đơn. Trời ơi, nãy nó nói 27 gì mày kêu 17 chắc trúng đặt tao quá gì? Là còn có 17 vòng hả? Mua vòng ba voi về là giải quyết chứ. Tại vì cái vòng ba voi này là gọi là vòng quét tiền mà. 200 ngàn một vòng quét tiền cực kỳ luôn. Cô đảm bảo. Vậy giờ, để vậy giờ cô like xong cô lên lòng cô cho con bú xong cô xuống cô gọi like phụ cho. Mày ngon.
Mày làm ngày đúng giờ hết nè. Dạ. Toàn bộ. Ok. Mỗi ngày. Nhất là bé Mai. Dạ. Ăn ca 9 giờ. Tháng này bữa nào tăng ca đủ ngày là không được lãnh tiền tết nha. Nói trước, tại có con đứa rồi. Nói 18 ngày chung mà chỉ biết con đứa rồi. Đứa nào tháng này tăng ca đủ là không lãnh tiền tết nha, ta nói 18 làm chứng nha. Sợ ghê á, tăng dư luôn á. Cái mai mình với cái mai thiếu. Ê, điện thoại mày cắn gì còn đâu, điện thoại đâu mày? Mày cắn mẻ răng mày, mẻ họ luôn rồi sao? Ai cửi ghê vậy? Mày cũng hơn nhiêu tuổi rồi mà trẻ quá, 90. Hơn 18 tuổi. Hơn 16. 90. Nó bậy cơ mà, hơn nó có 10 tuổi à. Kể cái môi 10 tuổi kìa. Tao cho mày làm cho cái này ngồi cười mày. Nó cái nhóc lên cùng đi không? Cho mày lên ở cử vậy chứ mày hỏi mày cười. Rồi chị cho lên chợ trong tuần này cười. Bị nhà bánh chán cái đó. Lý do không? Nãy giờ nói mỏ miệng nó cũng quá. Lấy nữa. Hôm nay giờ lên cho con bú xong xuống lại tiếp trời. Cô ơi, bên cô mua chuyển khoản trước mới gửi hả? Tùy theo phép. Nói chung phép mắc tiền quá phải cọc. Còn ở ngoài đảo á, nếu mà con ngoài đảo thì con phải chuyển khoản trước. Sao cô Hương đẹp quá vậy? Kiểu như cái nét của cô là tự nhiên, không có sửa, chỉnh sửa con. Năm nay con thấy cô đẹp. Kiểu nét kiểu tự nhiên của mấy người không phẫu thuật thẩm mỹ á. Mặt cô không có sửa gì hết trơn, nó lặp đi xe lại hết toàn bộ rồi. Không có sửa thần từng cái. Cô hai luôn cái đầu rồi. Rồi giờ còn 400 người xem ngồi like chứ ngồi cùng. Cho tao bịt muối nó đi mày. Có muối đó. Mày đưa bánh nhắn không mày ăn đi cho tao. Dạ. Ăn bánh chén. Mình ra hỏi ăn gì đẹp thì ăn bánh chén chứ là bánh chén. Ăn gì đẹp để. Giờ lấy gì vậy? Ăn gì đây? Cái gì mà giá giảm được cho người ta? Ừ, đưa đó đi. Cái đó nhiêu tiền vậy? Ừ, đi chuyện gì đó ơi. Không đi chuyện gì đó còn nhiều. Cô lai tiếp một món này nè. Đảm bảo mọi người thích. Giá rẻ mà giàu cực kỳ. Cái gì vậy? Quên rồi. Chín nghìn. Trả lời tin nhắn tại em chưa? Chậm. Mày nói 99 mà. Cứng nhiêu? Cười đơn mày. Bằng tuổi nhau mà khắc khẩu quá là thỉnh bùa vợ chồng. Rồi nha, cái này là sợi dây chuyền bi đỏ mà cô Hương luôn mang theo trong người. Ví dụ như có những bộ đồ hạp thì mình sẽ mặc, còn không hạp thì mình cởi ra bỏ trong cái bóp. Ai đeo giùm cô đi. Có thờ có thiên có duyên chết liền. Lại đeo cô. Đựng vô. Cô biết trong mắt con này chỉ có thằng Duy thôi được.
Để cô nói cô sao tiếng á. Ủa Thanh, con đeo cô cục bi luôn mất rồi. Ừ. Đây là 99.000 giây. Mà nó đối với em này nha, tiền về là khủng phê luôn. Cái ly đó có cục đá, cục đá đi, đi cục đá. Ừ. Đi cái này sao ấy được. Ừ. Rồi nha, cái dây chuyền này khi mình đeo vào cổ, bao nhiêu cái lọc lá, bao nhiêu cái phép thầy á sơn cho mình hết vào cái bi này. Cho nên khi mình thỉnh cái dây chuyền này về, mình sẽ rất là may mắn. May mắn cực kỳ luôn, 100%. Cô dám đảm bảo với mọi người luôn, ai thỉnh sợi dây chuyền chỉ đỏ này về, tiền về với mấy bạn phải là tiền tỷ. Nhưng mà chỉ có 99.000 một giây. Đó. Thì ai đặt á, nhanh tay comment giùm cô. Dây chuyền chỉ đỏ. Cái này nha, khi mấy bạn đeo á, ít nhất là 2 ngày cho cô, tiền bạc tài lộc tự động sẽ về. Và cái dây này nha, ai cũng có thể đeo được, nam đeo được, nữ đeo được, mình không đeo mình bỏ bóp. Rất là hên. Tại vì do là không có hàng để cô like. Nay có hàng lại mới like nè. Hên dữ lắm. Nhiều. Nhiều tuổi. Tuổi gì ta? Tuổi ngắn. Không phải. Phải là ngắn hành không? Tí tủ người ta. Tí tủ dần mẹo thần thị nọ. Nọ. Sao không? Sao mà xa. Tại vì nếu mà bên đây mình làm mà mình điều trễ là mình bị đuổi tiền á. Xa lắm luôn á. Quận 9 thôi em nói đâu. Xa. Cộng dây này bây giờ không có còn hàng luôn, còn được dây chỉ đỏ còn nhiêu cộng hoàng. Chỉ đỏ còn nhiêu dây? 12 dây. Thì đeo cái này là cô Hương luôn có một cái cộng. Kiểu như mình đeo nó thì may mắn nè, tiền nè, rồi giúp cho mình kiểu như lúc nào cũng có tài lộc. Ủa Yến, YouTube là làm mỗi ngày hả? Sinh xong rồi em bé này tháng luôn rồi. Giờ đợi con hỏi cô Hương sinh xong là em bé chuẩn bị thoi nôi luôn rồi. Cái mỏ con bình thường nó hô sẵn rồi, đâu phải là cài nó mới hô đâu sao. Ê, chơi lô rồi, các bạn mất rồi rồi mai. Mai. Ai là không có thấy điện thoại. Giờ ăn ngọt quá. Hello.
Ủa tôi thấy mẹ ngồi đây tôi. Không sao hả? Nhiều nhắn lắm hả? Giờ còn nhiều không? Để chị làm cho. Ở đây. Chị làm cho. Cô ơi, cô mới sanh cô nhai ít thôi, mai mốt mỏi gan cái gì cũng không nhai, lúc đó cô giảm cân luôn con. Tiện. Ê, có nước, cài quá uống miếng nước đi. Lạnh không? Lúc đó cô giảm cân luôn. Nước tăng mà tan đá rồi. Nước tăng mà tan đá là nước gì vậy? Mình kêu đi cho nó uống nước, nó nói nước tăng mà tan đá rồi, cười ỉa. Thôi bye bye mọi người nha, hẹn mai lại tiếp. Giờ đi hút sữa cho bé bú rồi. Bye.